Căn cứ chương trình công tác năm 2018, Trung ương đoàn đã xác định 10 hoạt động trọng tâm cấp Trung ương trong tháng 9, cụ thể như sau. Trọng tâm 1, kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trọng tâm 2, tổ chức Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông. Trọng tâm 3, phát động chủ đề công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018-2019. Trọng tâm 4, chương trình chào tân sinh viên và cùng em đến trường năm học 2018-2019. Trọng tâm 5, tổng kết chiến dịch thanh niên sinh viên tình nguyện hè năm 2018. Trọng tâm 6, lễ trao danh hiệu doanh nhân trẻ xuất sắc năm 2018. Trọng tâm 7, tổ chức hành trình vì sức khỏe người cao tuổi. Trọng tâm 8, tổng kết cuộc thi sáng kiến và chiến dịch hãy làm sạch biển. Trọng tâm 9, trao giải cuộc thi ý tưởng sáng tạo trong cải cách hành chính. Và trọng tâm 10, chương trình thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương.